chặt các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Viral 1/10 chế tông màu xanh bầu trời đẹp hết hồn. Cái mẫu xe Viral đang được rất nhiều anh em chơi xe trong nước ưa chuộng và nâng cấp rất nhiều cái chi tiết khác nhau để tạo nên cái sự khác biệt mới mẻ cho em ấy. Và dưới đây là một bản độ đến từ một cái bạn tên Lộc. Chiếc xe dùng cho mình cái cụm con tiếp em của nhà Domino giúp Kỳ Đông thêm chút hầm hổ ấn tượng hơn, tạo cái sự cân đối với cái bộ cụm thắng dầu giá trị phía mà chúng ta sẽ cũng đề cập ngay bên dưới đây. Với cái cụm thắng Rambo Costa Costa mức giá khoảng 5 cũ một tay, nhằm đem lại cái khả năng kiểm soát phần trước được êm ái và nhẹ nhàng hơn. Đi cùng với đó là một bình dầu trong suốt đi cùng nắp titan được sử dụng như ổ chứa dầu cho cái cụm tay. Bên phải là cụm công tắc Domino được tích hợp cực kỳ nhúc bấm cho chủ xe thả hồn cháy cháo. Nói là nhiều vậy thôi chứ có hai nút đã quá đủ để chúng ta cầu chế hai tính năng quan trọng là đề máy và tắt máy nhanh. Cái cụm ga Domino có khả năng cút ngắn hành trình để chiếc xe để mà nhanh hơn. Chán chân trước là sự kết hợp con heo dầu Pando cùng với đĩa thắng Rambo Oro. Đây là phiên bản rất đẹp, cứng cáp với phần lồng đĩa đen mức giá khoảng 5 đồng cái. Tất cả được cố định với nhau thông qua cái nhịp ốc dây đầm điện phân lên cơ màu titan. Quan trọng không kém sẽ dầu heo bấm đầu cùng với duy nhất để đưa dầu thắng từ cái tay xuống con heo. Cái phần phục trước và vài món đồ chơi thì đến từ LCM với kích thước ti phục lớn đem lại khả năng giảm sóc lực tốt hơn cho xe. Một vài chi tiết nữa cũng rất giá trị không kém chính là con heo dầu trước cùng với cái bộ phục Holin bình dầu liền nằm bên dưới được thay đổi là cái phần tem xanh xì điển. Nắp gió trong suốt được cố định lọc ốc titan. Hai thở được ấn định bằng cơ bộ bốn Ross. Lobo này không được sản xuất nên hiện nay nó đang hiếm hàng. Tuy nhiên đang là cái xu thế nên được rất nhiều anh em chơi tay ga ưa chuộng sang tiền và sang xa đến nhau rất nhiều. Quay 110 dọn phong cách con kết xanh. Đi theo phong cách cổ điển quen thuộc, nhưng cái chiếc Quay 110 bên Thái Lan là một được một bãi cơ vị nâng cấp đầy hấp dẫn với những món đồ chơi xịn sò. Bên cạnh đó cùng có cái dàn cánh màu xanh con két khá là nổi bật. Cái dàn ngoài được trang bị một cái màu xanh lá là khá nổi bật, kết hợp cùng vài món đồ chơi nhỏ làm cho cái chiếc Quay 110 trở nên đẹp thẩm mỹ rất nhiều. Gu CNC Tobacam, một trong sản phẩm đồ chơi trang trí xuất xứ đến từ thị trường Thái Lan. Nhìn xuống cái dàn chân chiếc xe, ta thấy ngay đằng trước được thay sơn đen lịch lãm kết hợp cùng với đường nhôm SL có trước inox tạo ra cái sự thanh mảnh hơn cho xe. Lật qua cái phần bên này của cái dòng Quay 110, ta thấy được cái đĩa kiểu Thái đi cùng con heo Nissin Hybrid logo rất nổi tiếng kết hợp cùng với dầu S. Cái phục Holin bình dầu rời, một dòng sản phẩm giảm sóc chất lượng được rất nhiều anh em chơi xe trong nước yêu thích. Cảm ơn các bạn đã dõi clip này, để kiếm tiếp nhớ like, subscribe.